Đây là cách đáp trả của Diệu Nhi Anh Tú trước tin đồn chia tay. Cặp đôi cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong làng giải trí Việt đã đến Thái Lan để vui chơi dịp đầu năm. Thời gian vừa qua, Diệu Nhi và người yêu điển trai Anh Tú gặp nhiều nghi vấn đã tan vỡ tình cảm sau hơn 2 năm hẹn hò. Chính người trong cuộc, diễn viên Anh Tú, cũng có lần thừa nhận chuyện họ lạnh nhạt với nhau trong thời gian. Tuy nhiên, nghi vấn đường ai nấy đi thì cả hai đều chưa khi nào lên tiếng xác minh. Mới đây trên trang cá nhân, nữ diễn viên hài Thu Trang vừa đăng tải loạt hình ảnh của cô và đồng nghiệp đang đến Thái Lan để du lịch. Rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng ở lĩnh vực phim truyền hình, sân khấu có mặt trong chuyến đi này như Tiến Luật, vợ chồng Quang Tuấn, Linh Phi, cặp đôi Hoàng Phi, Trần Hiền. Đặc biệt, mặc cho nhiều tin đồn tan vỡ, Diệu Nhi Anh Tuấn cũng có mặt trong lần đi chơi này. Diệu Nhi và bạn trai đều diện quần jean áo thun và mang giày đôi, cả hai cùng các nghệ sĩ chụp ảnh ngay tại sân bay. Được biết, sau một mùa Tết phục vụ khán giả xuyên suốt từ mùng 1 ở sân khấu kịch, đây chính là khoảng thời gian cho các nghệ sĩ giải trí. Không ngại chốn đông người, Thu Trang Tiến Luật vẫn hôn nhau nồng nhiệt. Với đội hình như thế này thì đảm bảo sẽ có những giây phút quậy thả ga trên đất Thái Lan. Trên trang cá nhân, Diệu Nhi cũng đăng tải mình đi chơi cùng mọi người, tuy nhiên cô lại khéo léo không đăng ảnh có mặt bạn trai. Sở dĩ Diệu Nhi từng chia sẻ rằng cô muốn khán giả chỉ quan tâm đến các dự án nghệ thuật của cả hai hơn là chuyện tình cảm đời tư.